Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, video này mình muốn cập nhật thêm về an sinh xã hội. À, tiền an sinh xã hội mình đang lãnh tiền hưu, tiền SSI hay là bất cứ tiền gì mình lãnh tượng sinh xã hội thì đến cái thời điểm này là tháng 5 2025 à, Cái thông tin đến thời điểm này là ước lượng sẽ được tăng bao nhiêu cho năm tới ha, và con số thì nó cũng hơi khá khá hơn những tháng trước à, Và hai câu hỏi liên quan đến Medicare và cơ hội có thêm 200 đồng một tháng là sao? Cái đề tài về 200 đồng một tháng này nè, mình cũng có chia sẻ vài cái video và ở thời điểm hiện tại mình cũng uh, có vài câu hỏi liên quan đến những bài câu hỏi liên quan đến cái đề tài này và một số quý vị cũng liên lạc thẳng với anh sinh xã hội hỏi về cái này luôn nha và mình cũng khuyên là quý vị đừng có liên lạc anh sinh xã hội tốn công mình bởi vì cái đây không phải là cái sự việc mà nhân viên sinh xã hội tự quyết định được À, một số quý vị thì nói rằng là khi nào uh, là sẽ ra cái tiền này. Thì cái này nó không phải là bắt nguồn từ sinh xã hội hay là cái luật là sẽ ra cái tiền này. Mà đó là cái sự giới thiệu đề nghị từ cái dự luật của ông Bernie Sanders trong quốc hội. Đó. Thì cái này nó xây vần từ lúc đầu là khoảng 2022. Rồi nó cứ tái đi tái lại, uh, giới thiệu đi giới thiệu lại uh, về cái dự luật này ở trong quốc hội nhưng mà quốc hội chưa có bao giờ ngồi xuống mà bàn thảo về cái dự luật này để xem coi có nên đưa nó ra thành luật rồi ấn cái tiền như vậy cho những quý vị đang lãnh lợi cho xã hội 200 đồng một tháng tương đương với 2004 một năm hay không ha thì ông Bernie Sanders ông đưa ra dự luật này bởi vì thấy rằng những quý vị lãnh À, uh, phúc lợi trên xã hội cái tiền đó thì không có nhiều trung bình thì không có nhiều vật giá từ hồi cơn dịch xảy ra mấy năm qua thì càng tăng lên tiền sinh xã hội mặc dù có tăng nhưng mà không có bắt kịp với những cái cái giá cả của những sản phẩm uh, nhu cầu trong đời sống được tăng rồi ông mới đưa ra những cái dự luật như vậy trung uh, bình lãnh cái tiền mình lãnh thì không có bắt kịp với những cái giá cả uh, đặc biệt là những quý vị cao niên thì mới đưa ra như vậy để mà tăng có nghĩa là cho thêm tiền này cộng vào cái tiền mình đang lãnh như vậy và đồng thời Quý vị cũng nghe là những quý vị nào mà lãnh cái tiền mà thấp, chẳng hạn như là thấp hơn cái mức 125% của cái mức nghèo đó, thì có thể là tăng cái tiền lên. Và những quý vị đã làm việc lâu và đóng tiền thuế xã hội, mà cái lương hưu của mình nó không có cao gì mấy thì nên tăng lên, có khoảng chừng 18.000 đồng một năm. Có nghĩa là cái mức mình đang nhận mà thấp hơn thì tăng lên như vậy một năm thì 18.000 đồng là tương đương có khoảng chỉ một ngàn rưỡi một tháng uh. nhưng cái quỹ tiền an sinh xã hội thì quý vị thấy rồi đó lúc dài thì cái vấn đề mà cạn kiệt trong chín 10 năm tới nữa sẽ không có đủ để mà chi trả cho những quý vị lãnh quyền lợi đặc biệt là tiền hưu ở thời gian đó chỉ xuống còn vòng vòng có khoảng bảy mấy tám mươi phần trăm thôi nếu mà quốc hội không đưa ra cái giải pháp gì để mà Uh, cải thiện cái tình trạng này thì có như vậy thôi có như vậy thôi ha? là bởi vì những năm gần đây những quý vị uh, lãnh những phúc lợi an sinh xã hội thì nhiều hơn là người đóng góp vào và ở thời điểm mấy năm uh, gần đây thì quý vị thấy thu nhập của nhiều người không hẳn là thu nhập từ uh, việc làm nữa mà cái thu nhập từ việc làm đó thì mới bị rút thuế vào cái thuế an sinh xã hội nên nhiều người họ vẫn tồn tại được duy trì được mức sống của họ và họ mà họ có những cái thu nhập nó không liên quan đến việc làm nên càng ngày thì cái số lượng người uh, có những cái thu nhập mà đóng thuế sinh xã hội thì ít hơn uh, người lãnh nên lúc trước thì đóng nhiều hơn và quỹ nhiều hơn nhưng nên có cái tiền ở đó để mà uh, duy trì đến thời điểm này cộng vào với những quý vị đang đóng thuế uh, làm việc và đóng thuế để mà chi trả cho những người đang lãnh uh nhưng mà ước lượng bởi vì cũng nghe phải vòng vòng 2035 là không còn trả được như vậy nữa. thì ở đâu mà có tiền để mà cung cấp thêm như vậy thì ông mới đưa ra những cái mà chẳng hạn như là nên tăng cái mức mà thu nhập mà chịu thuế an sinh xã hội hiện thời bây giờ thì thu nhập từ việc làm mình có lên đến 168 600 đồng mới bị thuế an sinh xã hội thôi. những cái gì trên thì không có bị thì ông muốn tăng cái này lên những quý vị nào mà có thu nhập lên đến hoặc là cao hơn 250.000, có nghĩa là thu nhập của mình đến 168.600 đồng thì bị thuế sinh xã hội 6.2 hoặc là 12.4%. Tùy theo mình làm cái w youtube hay là mình làm cái 1099. Đó. Thì nếu mà mình làm thu nhập trong cái khoảng này thì mình bị thuế. Rồi cái khoản mà từ 168.600 đồng lên đến 250.000 cái khúc giữa thì không có bị thuế nhưng cái khúc mà trên thì không có sự giới hạn nha có nghĩa là lên đến mức nào cũng vậy Là bị cái thuế an sinh xã hội nữa như vậy thì mới có nguồn tiền vào để mà chi ra cho những cái vòng vòng như vậy ha thì cái đó là tất nhiên là còn nhiều điều trong cái dự lực nữa nhưng mà muốn đưa ra cái này là một trong những cái chính như vậy thôi và ông cũng nói thêm là những thu nhập nào mà nói rộng ra thu nhập không hẳn là từ việc làm thu nhập từ những nguồn khác cũng bị thuế an sinh xã hội luôn thì sẽ có cái tiền vào cái quỹ sinh xã hội thì từ đó thì mình mới có thể có tiền trích ra như vậy nhưng mà cái dự luật này đó chỉ là dự luật đưa ra thôi chứ mà quốc hội không có ngồi bàn thảo và năm nay cái hội có cơ hội mà có thêm 200 đồng này một tháng hay không à, chẳng hạn như một cái email kêu phân tích xem có, có hay không thì mình đã nói về vấn đề này rồi về đề tài này rồi là năm nay đặc biệt cũng là cái mùa bầu cử nên nhiều thành viên trong quốc hội hay là À, những thành viên viên chức thì họ cũng lo những cái sự việc xung quanh về cái này thôi mà bàn về cái cách để mà kéo dài cái quỹ an sinh xã hội hơn 90 năm nữa không có bị cạn như vậy thì họ cũng không, không có mà ngồi vào để mà bàn năm nay à, nên cái dự lực mà cộng thêm à, 200 đồng hay là 2004 như vậy thì là chắc là coi như là họ sẽ miễn bàn về cái đề tài này năm nay á. Alright, cái khác mình muốn cập nhật đến là thời điểm này tháng 5 2024. Thì quý vị thấy hàng tháng hàng tháng thì những hiệp hội họ ước lượng xem coi là cái tiền an sinh xã hội sẽ được tăng bao nhiêu khi mà an sinh xã hội thông báo vào tháng 10 nhé. Có nghĩa là năm nay an sinh xã hội sẽ thông báo vào ngày 10 tháng 10 năm 2024 cho cái quyền lợi của mình đang lãnh được tăng bao nhiêu nghĩa là phần trăm được tăng bao nhiêu sẽ áp dụng vào tháng 1 năm 2025 ha thì quý vị thấy tháng 10 2024 chưa đến nha tuy nhiên hàng tháng thì những hiệp hội này sẽ ước lượng quý vị uh, con số dựa theo những cái giá cả của những sản phẩm mà họ có đến thời điểm đó ví dụ như tháng 1 thì quý vị thấy họ đưa ra những con số chẳng hạn như là 1.4 rồi tháng sau đó thì họ đưa ra 1.75 rồi xong rồi họ thì ước lượng tăng lên là 2.6 rồi những cái con số mà vòng vòng quý vị nghe là 2.4 tùy theo có một vài nơi mà họ ước lượng như vậy thì những con số nó có thể là có cái sự khác biệt một tí rồi bây giờ đây là thời điểm gần nhất thì quý vị cũng nghe cái sự ước lượng nếu quý vị nào mà có theo dõi thông tin thì thấy là họ ước lượng rằng là năm tới là sẽ được tăng lên 3.2% nha. Thì 3.2% này nó cũng tương đương với cái mà mình được tăng cho năm nay, phải không quý vị? 2024 nha. Nào. Và có nơi thì cũng đưa ra khoảng 2.6, thì ở thời điểm này nó vòng vòng vòng, có khoảng chừng 2-3 chấm thôi. Chứ nó không có được tăng cao như là uh, năm rồi mình có, là 8.7%, năm trước nữa là 5.9% bởi vì những cái phần trăm cao như vậy nó ảnh hưởng từ cái cơn dịch mà xảy ra từ năm 2020 đó thì những năm gần như vậy đó bị ảnh hưởng về cái sự lạm phát nó dâng lên cao nên đẩy đến cái sự chênh lệch giá cả nên sinh xã hội mới nhìn vào cái sự chênh lệch đó và đưa ra những cái cao như vậy thôi rồi quý vị thấy 2022 thì uh, quốc hội tiếp tay vào chính phủ tiếp tay vào đưa ra cái gói cứu uh, để mà hạn chế cái mức lạm phát thì cái mức lạm phát nó không có còn uh, tăng cao như vậy nữa mặc dù là cái giá cả nó vẫn còn trên lệch nhưng nó không có còn cao như vậy nên cái sự ước lượng thì nó nằm ở những mức như vậy thôi và mình nghĩ rằng năm tới thì anh sinh xã hội đưa ra chỉ vòng vòng có phải chừng hai ba chấm thôi bởi vì Chẳng hạn như từ đầu năm đến bây giờ vì thấy cái vật giá nó không có những cái uh, biến cố gì mà đẩy cho cái giá nó chênh lệch lên rất là cao hết và khi anh xin xã hội họ nhìn uh, cái sự uh, cái giá cả thì họ không nhìn hết quyền năm mà họ chỉ nhìn vào tháng 7 tháng 8 tháng 9 của năm rồi 2023 rồi họ xem có cái sự khác biệt của giá cả của tháng 7 tháng 8 tháng 9 năm nay 2024 là bao nhiêu rồi họ mới đưa ra tháng 10 đó, ngày 10 tháng 10 năm nay họ mới đưa ra cái cái phần trăm được tăng bao nhiêu cho năm tới 2025 à, quý vị. À, được áp dụng từ tháng 1 ha. Thì đây là những cái sự ước lượng đến thời điểm hiện tại như vậy ha. Và Medicare Medicare ở đây thì quý vị cũng thấy là họ ước lượng rằng là sẽ tăng thêm 10 đồng vòng 10 đồng ha. Năm nay là 174 đồng 70 sen một tháng mình đang nói đến phần đến cái phần B. Ha quý vị. Nếu mà quý vị nào mà đang đóng cái phần B như vậy thì ước lượng là năm tới sẽ tăng lên khoảng một vòng 185 đồng một tháng ha. Nhưng đây cũng là cái thời điểm mà không có phải là những sự thông báo uh, từ an sinh xã hội hay Medicare nha. Đây là những cái sự ước lượng như vậy thôi. Từ bây giờ đến thời gian đó thì uh, có thể là có cái sự khác biệt mà khi mà xã hội thông báo uh, vào tháng 10 thì mới biết rõ được là phần trăm tăng bao nhiêu. Rồi Medicare họ đưa ra sự thông báo của họ ngay sau đó thì mới biết được cái giá là bao nhiêu. Thì đây là cái mà uh, uh, sự ước lượng ở thời điểm hiện tại ha. Nhưng Medicare là chắc cũng sẽ tăng lên như vậy ha. Và đây là một cái mà trong thời gian qua mình làm việc với một số quý vị đặc biệt là liên lạc an sinh xã hội thì cũng thấy cũng lo lắng là bởi vì thấy rằng cái quyền lợi mà tăng ít như vậy ví dụ như 3 chấm hay là 2 chấm hay là 2.6 vòng vòng đó đi mà mình đang lãnh mà mình được tăng thêm 10 đồng hay là 9 đồng từ cái quyền lợi an sinh xã hội của mình hoặc là tăng được 20 đồng mà bị trừ bớt 10 đồng đi như vậy rồi thì mình đâu có được tăng gì hết đâu trong khi đó thì vật giá vẫn tăng mà cái mức tiền tăng sinh xã hội đưa thì hầu như là thấp hơn cái, cái, cái mức lạm phát thật sự xảy ra à, nếu mà mình lãnh quyền lợi an sinh xã hội nhiều năm thì có, có giải pháp gì hay không thì cái đó là nó nằm ngoài cái sự quyết định từ nhân viên sinh xã hội thì cái này hy vọng rằng là một trong những cái mà quý vị cũng thường nghe là họ kêu thay đổi cách mà tính phần trăm tăng như vậy có thể là nhìn vào những sản phẩm nhu cầu mà những quý vị lãnh quyền lợi sinh xã hội những quý vị lãnh uh, quyền lợi sinh xã hội tuổi cao niên sử dụng nhìn vào những cái sản phẩm đó nhiều hơn là nhìn chung hết có nghĩa là những sản phẩm mà hồi trẻ mình sử dụng thì đến tuổi cao mình có thể mình không có sử dụng uh, cái đó nữa gọi là sử dụng ít hơn thì nên là hả, thay đổi cách tính cho công bằng hơn có nghĩa là những sản phẩm mà ở tuổi cao niên mình sử dụng nhiều hơn chẳng hạn như về y tế thuốc men vân vân À, thì nên đưa cái đó vào trọng lượng nặng hơn để mà tính cái phần tiền tăng hàng năm như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho những quý vị lãnh à, quyền lợi an sinh xã hội. Ha. Đây thì mình cũng muốn trả lời vài câu hỏi liên quan đến Medicare. À, một số quý vị hỏi rằng là tôi vừa gia nhập Medicare và có phần A, phần B à, như vậy có nên mua gì nữa không? Thì mình cũng chia sẻ vài cái video phần A, phần B đó thì nhiều người nghĩ rằng là có phần A phần B là đầy đủ nhưng mà hãy lưu ý rằng phần A phần B thì có những cái phụ phí phải trả chẳng hạn như phần B thì chỉ trả có 80 phần trăm thôi mỗi khi mình sử dụng mình phải trả 20 phần trăm nữa ha. và không có cái phần thuốc không có cái phần thuốc qua to nếu mà mình muốn mua thuốc mà ví dụ như mình đi khám bác sĩ rồi mình về rồi đưa cái to mình mua thuốc đây là cái mà mình gặp rất nhiều quý vị cầm những cái cái to thuốc đến an sinh xã hội gọi là liên lạc Medicare nha. Và một số quý vị mình cũng có dịp và cũng thường xuyên trực tiếp à, để mà cập nhật cho những quý vị này rằng là phần A, phần B là không có thể mua thuốc được. Nếu mà thuốc đó, mình đến một phòng bác sĩ mà mình sử dụng cái thuốc đó thì nó sẽ được chi trả qua cái phần B Uh, nếu mình để trong vòng sử dụng mà đang uh, bác sĩ mà dùng cái phần b còn nếu mà cái to thuốc mà về mình mua để mình sử dụng ngoài văn phòng bác sĩ về nhà mình sử dụng thì cái đó là phải có cái phần d hoặc là mình xuất tiền túi mình mua nha yeah. thì phải mua thêm cái phần d để mà có cái phần thuốc rồi cái phụ phí 20% phần trăm như vậy thì mình có thể nhìn vào cái phần c thì cái phần c mình có thể mua bên Medicare hoặc là Medicare Supplement để mà hỗ trợ cho những cái phí mà AB trừ lại thì có thể trả cho những cái phí đó hoặc là một số quý vị thì gia nhập cái chương trình Medicare à, phần C bên cái phần Medicare Advantage như vậy thì mình được mình được nhận thêm uh, nhiều cái mà xung quanh để mà hỗ trợ cái Medicare nha chứ cái A cái B không thì không có rồi cái phần C hoặc là A B một số quý vị thì nói rằng ồ tôi muốn đi khám răng tôi muốn đi khám mắt hay là khám tai gì đó thì A và B thì là không có những cái dịch vụ đó chi trả cho những cái đó nữa đó là vài điều mình muốn chia sẻ trong video này có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị